Xin chào các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com sẽ sử dụng một chiếc máy bơm không chổi than 24V 90W để tưới tiêu. Đây là chiếc máy bơm không chổi than 24V 90W với lưu lượng tối đa là 3.500 lít trên giờ và đề cao 10m. Thì bơm này có thể ngâm cạn hoặc để chìm đều được. Ngày hôm nay thì shop sẽ sử dụng nó để tưới cái vườn rau. Đây, sử dụng ống ra là ống phi 18 do cái điều kiện là shop không còn ống phi 21, 27 nữa. Và con bơm này thì với cái cột áp là đề cao 10m thì shop thì các bạn quan sát này, shop đang sử dụng cái bóp vòi thì nó phun đi rất là xa nhá. Đó, tưới tiêu rất là ok. Con này dùng để tưới cây khu vực không có điện rồi là bơm nước sinh hoạt. Bơm này rất là ok đấy. Nó hay ở chỗ là nó có thể ngâm chìm hoặc là để cạn đều được. Những cái dòng bơm không chổi than trồng gốm này đấy thì là thường là nó kích thước của nó rất là nhỏ gọn nhưng cái cột áp của nó rất là cao và là những chiếc đẩy cao trên 10m cả. Những cái dòng mà khoảng từ 50W trở lên là đều đẩy cao trên 10m hết. Đó, nước ra của nó rất là nhiều các bác ạ. Con này sử dụng để tưới cây cũng ok này. Các bác có thể sử dụng với những cái hệ bình lithium 24V hoặc là những cái tấm pin năng lượng mặt trời, hoặc là sử dụng bình 12V nhưng mà phải có cái bộ chuyển đổi lên 24V. Hiện nay shop cũng đang cung cấp những cái mẫu như vậy. Đối với những cái dòng bơm không chổi than 24V này thì shop cung cấp các dòng từ 22W mà đến 90W. Rất là nhiều loại luôn. Có những loại thì thiên về cột áp, có những loại thì nó lại thiên về lưu lượng. Ví dụ như con bơm này thì nó thiên về lưu lượng nhiều hơn là cột áp. Có những loại thì đẩy cao tới 17m. Đó là những cái dòng mà thiên về cột áp hơn. Còn dòng bơm này thì lại thiên về lưu lượng nhiều hơn. Cột áp của nó cũng 10m cũng khá là tốt rồi. Tuy nhiên lưu lượng của nó là một trong những cái loại mà nhiều nước nhất hiện nay đối với dòng bơm không chổi than trồng gốm này. Bởi kích thước nhỏ gọn, siêu nhỏ gọn này. Rất ok các bạn ạ. Khi mà chúng ta bóp vòi này mà cái tia nước của chúng ta đi xa mà nó phun mạnh ấy thì chứng tỏ là cái cột áp của máy bơm nó lớn. Còn nếu như các bạn bóp mà nó đi ra cái độ xòe của tia nó kém và nó đi ra ngắn ấy, cái tia nước của ta đi ra phun ngắn thì chứng tỏ là cái bơm ấy cột áp thấp. Đó là cái cách mà chúng ta kiểm tra bằng mắt thường cũng như là bằng cái định tính. Còn định lượng thì chúng ta phải đo bằng đồng hồ, không thể nói bằng mồm được. Rất ok nhé các bác nhé. Đấy, thấy là con bơm này mà dùng bơm nước sinh hoạt nghe chừng là rất là phù hợp luôn. Nước sinh hoạt mà những cái nơi khu vực Tây Nguyên mà không có điện lưới ấy, thì con này là rất ok. Các bác dẫn dài con này theo mặt bằng 100m là ok, không vấn đề gì hết. Dẫn dài theo mặt bằng ấy, còn 50m thì nó chắc tất nhiên là ok hơn rồi. Tưới rau tưới cỏ rồi là thu cây hoa màu các loại. Đó, đặc điểm là không chổi than thì nó lại càng bền nữa. Dòng bơm không chổi gốm thì nó lại rất là nhỏ gọn. Vâng, video này thì em xin kết thúc tại đây. Để bác nào mà có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 038 6898 366. Website là máy bơm mini 68.com. Xin chào các bác.